Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, mà mình tên là Nghĩa. Thì tập trước mình đã tạm chân dừng chân ngay tại đây, và tập này mình sẽ tiếp tục với Titanfall 2. Và với khi mà bắt đầu, mình cũng mong là cái tập này sẽ được nhận được sự nhiều ủng hộ và kiểu như like và share từ các bạn. Và mình cũng mong cái tập này cũng như tập trước là 150 like hay nọ kiểu. Và ok, mình bắt đầu luôn rồi, mình phải đè giữ mới được. Chúng ta đã đi khá là nhanh với cái tập trước. Còn mỗi tập mình sẽ chạy cái game này cũng khá là mau hết, cho nên nó không có thời lượng nhiều như Final Fantasy hay là Watch Dogs hay là Mafia 3. Cho nên chúng ta có thể là kết thúc nó hơi nhanh, nhưng mà mình sẽ chia nhỏ ra để cho nó cho một khoảng thời gian một cái khoảng thời lượng tập á, nó nhiều lên tí để có thể thoải mái hơn. Cái này thì mình nghe cho là mình bấm cái đó đúng rồi đó. Mấy cái cửa này nó lúc nào cũng đóng. Còn mấy cái chỗ này mình cũng không biết nó đang làm cái giống gì mà nhìn nó ghê, mà làm mình liên tưởng mấy bộ phim như là mấy bộ phim người hành tinh á, mình quên mất cái tên phim gì á. Nhưng mà chắc không, chúng ta không phải đi chứ không thể nào đứng ở đó được. Ô, trở lại gì vậy? Hết cái hồn. Rồi mình té xuống dưới rồi. Nghĩa là chắc phải phóng từ đây qua tới cái hộp bên kia. Ok. Ok, cái này hơi khó. Cũng hơn là lúc này chúng ta cũng có cái double jump á. Cái này nó đã hơn là bên hàng Advanced Warfare nhiều. Rồi lướt từ trên đây qua tới bên kia luôn à. Không đây. Thì trên đây mình nghĩ chắc hết chỗ đi rồi. Đúng rồi, cái đường duy nhất. Mấy con này chúng ta... Ủa? BT nè. Hình như cái thùng này giữ BT hay sao á. BT tuốt đằng kia rồi, nó hiện cái tên BT lên kìa. Tụi này làm cái gì trên đây ta? Có bom cái kiểu nữa. Bom nó không thấy mình, nó tự động kích nổ luôn. Mình ghét cái bom này ghê luôn á. Nó bắn, nó cứ dí theo bạn, bắn như tới cùng giống như một số con giống như trong The Division á. Dí cho tới cùng tới khi nào bạn đuối rồi thôi, nó sẽ buông tha cho bạn. Xuống dưới đúng không ta? Mình không nghĩ là chúng ta có thể nên nhảy xuống dưới. Rồi chúng ta nhảy xuống dưới được nè. Còn này sẽ dẫn đi đâu thôi. Có khi nào mình phải nhảy qua cái bảng đúng không ta? Để nhảy một phát qua tới kia. BT tuốt đằng kia kìa. Mình nghĩ chúng ta phải ở một chỗ cao hơn, chúng ta mới bay ra, chúng ta nhảy ra cái chỗ đó và phóng thẳng qua kia rồi. Ngay chỗ này đây. Mình vấn đề chỗ là mình phóng qua thì mình phóng qua đâu. Nó thù. Mình vẫn chưa định hình được là nghe chắc phải phóng một phát qua tới cái chân này rồi. Ok. Làm liều ra. Đó quá hay. BT, anh tới rồi. Ok, tụi bay chết. Chết mẹ mày với anh này. Chúng ta vẫn còn lạc trong cái... Chúng ta đang xài cái con gì? Mình không thích xài con Brute và Expedition con này đâu. Nó quen tay không? Cái gì ấy bị lắc. Cái này phải do cái bị lắc cái này game nó single sao lắc được. Ý là... Cái giả lập này nó có vấn đề. Mấy con này làm sao mà có cửa đánh lộn với BT. Bây giờ chúng ta làm cái gì đây nè. Mấy con này chui từ trong cái hộp nảy ra, nó quất luôn. Cạn chết luôn. Cần gì tốn đạn. Bắn chừng có viên nhỏ gục rồi. Escape thôi, phải đi ra khỏi chỗ này thôi. Oh.
Tôi lãng khách rồi. Lãng khách nè, lãng nhách nè, lãng nhách nè. Nhây lắm con. Hay lắm. Ôi. Sao cứ kẹt cây quậy ta. Thế nó bị con kia dí mà. Nó bị cái con Sonobo đâu ra lắm thế nhỉ. Mấy con này cán vào phát lại gục liền. Cần gì phải bắn con này, khả năng đặt mìn được nữa nè. Mình trong môn tư mình cũng khá là khoái chơi con North Star này có khả năng đặt mìn cái kiểu. Chết liền, chết liền. Ra đây mày, chạy đâu mày. Ba thằng mày đánh chung chung một đứa. Thế là mình sẽ để dành cái burst score để xử lý mấy cái thằng nào nó cho bò á. Thì chúng ta mới sử dụng burst score. Còn cái này thì chưa cần thiết lắm đâu. Tôi này chết hết này. Quá easy luôn. Nó bắn mấy con gì đâu không đây. Nó bắn mấy con này. Mình đi ra thì mình còn dễ bị tổn thương chứ. Nhưng mà đã leo lên con này thì nó châu bò khỏi cái đáy luôn. Một phát ngay đầu. Hai tụi bay anh bắn anh mày hay lắm mà. Bắn ảo và cơ lờ đứng. Đứng kiểu gì miễn là trong tầm ngắm là bắn hết. Ồ, 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 chúng ta có một bạn mới. Ê, bạn này có vẻ kinh. Né kiểu luôn. Ê, 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 dừng chơi, dừng chơi, dừng chơi. 1, 2, 3, 4 coi cái kiểu quất hết. Chúng ta có burst score mà. Né ra coi. Ê. Không có lộn, nó cứ bám sát mình hoài. Mấy này nó chơi được lắm. Mày được. Mày được, mày được, mày được, mày được lắm. Rồi để phóng lên trên lấy pin cái đã. Yếu rồi còn ra gió nè. Rồi execute rồi. Này thì mày láo nè. Ho ho. Bóp chết luôn. Mày láo nè. Hồi máu là cho mày hết rồi. Rồi. Còn nữa nào không? Ashi cũng như không thôi. Mặc dù mình rất là thích Ash. Nhưng mà bạn nào chơi thấy mình thấy bạn chơi thấy mình chơi Rainbow Six á, mình biết Ash rất là nhiều rồi, mình rất là thích đánh con Ash. Một trong những con main chính của mình luôn. Ash với Termite cái kiểu. Nhưng mà cái tài này nó đặt cái chùng cái tên con trong Rainbow Six của mình. Chúng ta được hai cái chu phi cùng một lúc thôi. Yay. Giờ chúng ta chơi thằng kia rồi. Cái lỗ này nhỏ quá. Chúng ta không đi với Too Quiet. Mình thấy nghi nghi. Càng im mình càng thấy thật quá. Ê, cái này à. Cái này là đập đá hơi bị nhiều. Ui, what the fuck. Đập đá nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Chưa gì chả thấy ảo tưởng rồi đó. Rồi nữa nè. Ôi this. Lúc cùng mình riết mà không biết mình chạy đâu. À, mình hiểu rồi.
nó đang cho mình coi cái ảo tưởng một của cái nơi này mà trước khi mà nó còn nguyên vẹn, còn bây giờ nó tan tành hết trơn rồi. Chắc là có cái chuyện gì đó xảy ra, chỉ là mình không biết chuyện gì thôi. Mình chỉ là một thanh niên lính quèn thôi. Đó, tụi này đang làm gì? Quiet please, lecture in progress, đang giảng thuyết à. Bị nguyên một cái cục gì bẹp xuống dưới đây luôn. Chết hết, chết hết rồi. Cái chỗ này đâu có bị bẹp đâu. Mà không còn ai hết mà. Cũng không còn đường đi luôn. À đây còn chứ. Còn cái lỗ ống thông gió kiểu. Wow. Sao cái chỗ này giống cái chỗ nãy mình đi quá vậy? Nó làm gì vậy? Cái thằng lính hay bắn mình nè. Ôi sao đó? Làm gì mà nó bắn mấy con robot làm gì? Mình nghĩ là mình cũng không nghĩ là mấy con robot nó lại có. What the fuck? What the fuck? Đây là quái gì? Đấy là mình không nghĩ là mấy con robot nó lại có cảm xúc gì đó mà nó phải giấu giếm mấy thằng này làm gì đó. Mình nghĩ là nếu mà đã lập trình đi, nói thật cho nó và nói khai hết cho mấy thằng này biết thì đâu cần phải tra khảo hay cầm súng chỉ mặt nó như vậy. Fucking kidding me. Bố mà chưa kịp nhảy xuống nữa. Chuyện xảy ra ở tụi này vậy? Má bắn hồi cũng chết. Mà sao đông quá vậy? Mong là Anderson còn sống mà. Mà sao con BT mình đi tối đằng kia mà mình phải đi bộ quay? Kỳ vậy? Hay nhảy qua kia không ta? Hay là nhảy một phát qua tới đây ta? Ôi cái này cái cốt truyện nó làm cũng tối ưu ám ấy, cũng hay á. BT! Hello. Sao không cho lên? Tới chick boy nè. Làm cái gì? Hay gì? Unfortunately my chassis will not fit through the door. The lobby for Major Anderson. Okay, mình chỉ sợ là ông kia chết thôi. Ông Major Anderson mà ông chết thì có vẻ như là nguyên cái chiến dịch của chúng ta vào bế tắc. Giống kiểu bạn nào có coi phim The Terminator á thì các bạn cũng sẽ biết rõ là một câu nhân vật chính, cũng hẳn là cho nhân vật chính, nhiều pha đóng nhân vật phụ nha, là John Connor, chắc các bạn cũng biết. Thì ông này là một trong những cái ông mà khởi đầu cái kháng chiến bên tụi bên kia. Và nếu như mà ổng chết á thì coi như là vĩnh viễn là vĩnh viễn là tụi con người không thể nào rồi kháng chiến không thể nào đánh lại được vừa thấy cái gì đâu đánh lại được cái Skynet hay gì này nọ kiểu helmet. Ôi vãi cái đáy, ông chết rồi hả? Hey man, ôi sao cứ phải chết là phải lấy cái mặt nạ mà cái đầu cái này ra làm cái gì ta, tăng sức mạnh cho bản thân à? Thế giờ mình nghi á, ông có thể ông chết mà chết thằng như ông này thì cũng tội. BT, tìm thấy Anderson rồi nè. Mình không còn được nguyên dạng thôi. Cái đầu có lỗ nhìn kỳ kỳ vậy. Không ra mặt người luôn bây. It's cold, BT. Correct. Anderson's current temperature is 17 degrees Celsius, below the threshold of human survival. Má nó còn đùa được hả? Má dưới 17 độ không thể sống sót được. Tất nhiên nó ổng chết rồi mà, có gì phải nói nữa. Khu này chỉ dùng trong phút chốc đã trở thành hoàn toàn không còn gì hết. Pilot, hey, BT à, chúng ta không nên nói như thế. Vậy ta làm gì nữa? Chỉ đường đi. Tao kêu mày chỉ đường mà chỉ không? Chỉ không? Chỉ không? Đồ chỉ giùm tao đi, tao không biết đường đi ba. Đi. With the death of Anderson, command of Special Operation 217 now transfers to you. Congratulations on your field promotion, Pilot Cooper. The following is Anderson's mission briefing from Commander Sarah Briggs of the Militia SRS. Major Anderson, 2 weeks ago we intercepted IMC comms.
They found something on Typhon. A massive blast of energy was discharged at this location, creating time distortions. I want SRS on the ground to infiltrate the facility. Roger that. I'll get some answers. This wrist-mounted device we recovered during Operation Grizzly should protect you. We know the IMC have contracted Kuban Blisk and his mercenaries to protect something critical there. So watch your back. And Anderson, you know how much I love writing death reports, so don't go alone. The SRS is a team. Pilot, the data Major Anderson collected appears to be incomplete. We are duty-bound to uphold and fulfill Special Operation 217. Recommend we locate Anderson's wrist-mounted device before proceeding. I didn't see any device on Anderson. It must be on the other half of his corpse. I detect a breach in the security services building. I will provide access. Ô vậy, chúng ta không thấy được cái thiết bị còn lại của trên người Anderson thì có lẽ nó còn kêu là nó nằm ở phần nửa người còn lại. Là nằm ở khúc ở trên bị kẹt ở trên. Và cái đấy. Bây giờ chúng ta vô tìm lại hả? Má, ông kia chết rồi chúng ta được thăng cấp nhanh và cờ. Cái kia tướng chết rồi. What the fuck? Nice. Maybe next time you can draw me. Chọn mình cho nhanh. Đúng không? Nó còn yeah nữa, ok, you the zip line, ok, zip line, có hơn không đúng không? Bye bye, BT lên đây cái nhẹ rồi mình nghe đây. Rồi, mình nghe chuẩn bị có ảo tưởng con mẹ gì đó. Cái này gì đây? Sao nhìn giống mấy đồ chơi điện tử vậy? Mình cũng đang muốn thấy ảo mộng tiếp, vừa mới nói luôn. Mình cũng đang muốn thấy ảo mộng xung quanh. Nổ đi. Cái gì? Mấy con gì? Sao đông quá vậy? Tàn hình chạy đi hết cho rồi. Wow. Mình nghĩ là mình đang đi đúng hướng nhưng mà mình không biết mình đi đâu thôi. Nhìn thì có vẻ đúng nhưng mà không phải cái gì cũng đúng. Wow, yên chơi. Cái gì mà đập đá quá liều thiệt chứ. Ôi. Cái khu này hồi đó lúc đầu cũng nhìn cũng đẹp ấy chứ. Riết mà quánh sao mà giờ nổi rong rêu lên cái kiểu luôn. Mà đã thấy chúng ta còn bị ảo mộng. Ok. Má. Ông bị chổng ngược luôn bay. Một phần thì chổng ngược lên dưới. Ồ, cái trò này hay. Time travel. Hèn chi chắc ông này mình nghĩ là chắc bị mắc kẹt lúc mà nhảy xuống dưới á. Lúc nhảy xuống dưới thì lúc này chắc có cái lỗ, nhưng mà tới lúc time travel thì là không có cái lỗ. Ok, này đỉnh cao và color. Mình thích nhìn nó sạch sẽ hơn ba. Nhìn nó cứ ghê, chắc là tùy chỗ thì mới nên bật. Đó, những chỗ như thế này mà chúng có thể nhảy đi qua được á. Ờ đó, bấm cái này lại cho nó khỏi đánh mình nữa. Tại vì lúc đó bây giờ cũng đã chết hết trơn rồi. Ồ, tụi Titan giờ nó có vụ mà đi xuyên thời gian như thế này cũng hay. Mấy cái lỗ thông gió này, đúng rồi, đi. Ồ, cái gì vậy? Không có gì. Wow, cái thằng này nó bắn lén. Chú được lắm. Anh chú ơi, anh cần phải đi đây thôi. Đâu rồi? Ồ, đúng rồi, trong đây rồi, phải vô trong đây nè. Ôi mẹ ơi, nó ra cái gì? Cái chỗ này nó vẫn còn chặn á, cái gì?
Mình không nghĩ là mình phải đi cái hướng còn lại sau lưng mình á. Time travel cái nhẹ coi. Đó, phải vậy chứ. Mày tụi kia không biết gì luôn ơi. Coi như chưa có chuyện xảy ra vậy đó. Đó, phải vậy chứ hay. Cái vụ này ơi. Nhưng mà đi tới đâu ta? Đúng ta. Mấy cái cửa này bị kẹt hết trơn rồi. Mình nghĩ nếu mà bây giờ mình bấm trở lại thì nó sẽ lính nó ra rất là đông. Đó, nãy giờ lụm nhiều mà nổ phát cho vui. Hết rồi, hết mẹ rồi. Lôi xuống nó bắn rồi. Đỉnh, đỉnh cao, cái này hay. Có làm phải lên tới đây luôn hả? À, có sợi dây lên từ từ cũng ngon. Ai cứ tham travel kiểu này là cũng tốn công quá ha. Cũng nhưng mà cầu thủ hai có nhiều bạn, bạn không qua được, bạn chỉ cần time travel cái phim, cái phân cảnh phía trước là các bạn có thể qua được. Gì đây? Major Ellie Anderson SRS. Giờ tới đây là nhờ đúng rồi nè. Following the footsteps. Yay baby, yay Anderson out. Nhưng mà nhìn thì các bạn không thích cho lắm. Còn hướng bên ngoài này sao ta? Ồ, hết cơ hội. Shafrigada Intel. Nằm đâu vậy? Nằm tuốt dưới luôn. Hay liền đúng không? Ngon liền. Bùm, một phát nổ hết. Quá đẹp. Ồ, nãy mới thấy có bàn tay đâu đâu mà. Giờ đâu nữa ta? Decoding bar lock. Nó đang giải mã cái nhật ký hành trình của tụi Pilot nè, xem nó có gì ở đây. Major Anderson. Chỉ đường đi mong nổi. Giờ cái chỗ này nó vẫn tởm như lúc đầu. Nhìn nó ý là bây giờ nó cũng sang sạch đẹp hơn. Nhưng mà tới một cái thời kỳ nhất định lại có chuyện gì đó xảy ra, một cái biến cố xảy ra thì mọi thứ đã bị phá vỡ hết. MGL Mastiff kìa, nắm. Không thích cho lắm. Speedfire MGL. Complex Guard Intel. Thích à, mấy con hồi nãy sao nó thả bom á. Ây. Để chạy lại đây coi. Nó tự bắn rác quá vậy. Hèn chi. Không có cái cục kia là mình cứ tưởng. Ây. Ồ, cuối cùng cũng qua cái chỗ này. Mình không biết đằng sau này có cái gì nữa. Mình muốn chạy qua cho ngon. Đỡ phải đối mặt với tụi nó. Cái time travel kia này cũng hay. Chạy ra ngoài chứ, mình nghĩ là chắc chạy ra ngoài này là khúc này đúng rồi. Checkpoint nè.
Cái này mình chưa phí bật thời gian lên, nhảy qua kia cái bật thêm cái nữa. Cũng khá là nhanh. Nếu bạn nào quen tay rồi. Ủa. Cuối cùng gì? Vãi cái máy chế. Giờ đâu nữa coi. Người giờ này không có cái tàn hình bê. Ngon, vô được tới trong này luôn rồi nè. Có server kiểu gì không? Giờ đi đâu? Rồi, để mình đi xuống dưới thì mình nghe rồi chứ phải trèo ở bên kia. Làm sao để qua được bên kia ta? Cái lúc này cái chỗ trước đây cái chỗ này nhìn nó bao mình lạnh ngắt luôn. Giờ thì nó nóng giống như bị đốt vậy á. Đây đã có em yêu. Split fire. Làm sao để qua đây? Có cái dây nè. Quá hay. Hello Yên Chi. Tới checkpoint rồi. Bad foul gì đây? Cũng không khó lắm. Ồ, cuối cùng cũng qua được bên đây. Cũng hay, nó có hai cái đường để sang hai bên, hai hướng khác nhau. Một cái chỗ mình đang đứng nó trái hết trơn rồi. Anderson's plan indicated a recon mission within close proximity to the center of the active rings. Cái chỗ này mà không còn ai hết à. Mình cũng không hiểu tại sao mà nó có thể bị như vậy nữa. Tới giờ nó vẫn còn điện. À nó chỉ khác nhau cái là có nó có cái hàng rào trắng thôi giống gì đó. Ôi, bậy rồi. Hình như mình phải chạy xuống dưới mà mình đi cái đường nào khác thì phải. Có mỗi cái này nó vỡ à. Nhìn nó như phải nhảy xuống cái đống này nè. Ồ, hay. Nhiều cái time travel quá. Làm kiểu này chắc chết sớm á. Chỉ cần trễ một giây là bạn lên dĩa liền. Time travel chậm một cái là lên nòng. Anderson. Rốt cuộc là chúng ta không phải là đi. Ôi. Nếu mà Anderson chết trên đây thì ổng đâu có bị chổng ngược hình kia đâu. Đó, làm sao mà ổng chết được, ổng bị chổng ngược đằng kia mà. Nó ghi là nhật ký hành trình của Anderson nè. Ôi, rất mẹ xuống dưới rồi. Có giọt máu nữa nè. Có súng nè. Chân kia nè. Tưởng gì thôi. Mà biết có phải thằng đó không nữa. Nếu mà hai đứa quánh nhau mà một thằng chết như thế này thì tội thằng đó ba. Ơi hết hồn nhân chơi. Chạy đi. Sao vẫn còn nha. Return to BT. Này thì ồ ra nè. Ôi có shield nữa kìa. Bị ngáo quá thôi. Bắn rác kìa bồ. Ôi để đi vòng sau lưng là được chứ đó phải gì đó.
Ôi, bỏ đi, có mấy con này nhìn ghê quá. Tự nhiên lại có mấy cái con hộ báo vậy, kiểu nhìn cứ ghê ghê sao sao. Một thanh niên ở đây bắn hoài mày. BT giác đứng ngoài này nè. Đúng rồi. Lên em. Mình anh quốc có mấy này do, khỏi lo. Time travel, nhưng mà giờ đi đâu có được chứ. Extend the bridge to four weapons of all time. Cái trở lại gì đây? Sao nó cứ đổi mấy con này, nó quá đánh mấy con này. Để fast travel đằng sau lưng đó. Tên người Vercler. Bị cái là mỗi lần bạn time travel á là nó vẫn giữ cái thời gian vào lúc mà bạn bấm á, cho nên không sao. Đó, bấm tiếp. Chúng ta dùng cái time travel là chúng ta không có cái nút đỡ được. Cách này cũng hay. Burst score đây. Mười phát lên hết, lên dĩa hết. Như đây có cái cục pin nè. Không, chưa hết mà lấy làm gì. Cứ bình tĩnh đi chơi. Legend, con này cũng khá là mạnh. Mình phải là bắn sau lưng rồi, cũng biết mình đứng sau lưng quá. Mấy này tên người và color. Tin người và color. Má, nó nghĩ mình chạy ra sau lưng thiệt luôn á hả? Cái cục đỏ nhìn ghê và color. Standard form weapon prototype. Ok, chứ mình nghĩ là nên đi UA. UA làm cái gì ta? New Titan Lockout. Hai cái luôn. Ion. Mấy con này cũng không chỉ gọi là đủ mạnh lắm. Expedition. Mình thích cái con này nhất luôn. Mình bỏ đi, không cần thiết đâu. The bridge to fall, what from the time. Mình phải bỏ con này xuống mới đi được. Vãi cái hack. Nói mình chưa từng thấy người ta đứa nào hack vào bằng một con dao như thế. Vãi cái thái. Má, ồ BT đâu, em đâu rồi. Ồ, ngầu và as fuck man. Ngầu vãi đái. Làm cái gì? The arts is overload. Cái miếng kia đang quá tải à. Má, nó kêu mình đánh mấy con Reaper này. Mà tới cái thời kỳ mà bắn được rồi cái gì là lên tới con Titan là mấy con này không còn là mẹ gì. Ôi. Bố mày đã pin rồi đó đâu rồi. Thì phải chưa sâu thì không phải bắn hết cái đống này à, tại vì mấy cậu chúng ta phải đi qua cái chỗ đó mà. Stand the arc at the center for weapon. Đó, anh này đợi. BT. Hello. Ơi mà nhìn ngầu ấy chứ. Nhìn như phim vậy ba. Không có heads up display, không có gì hết. Má nhìn ảo và cờ chúng ta đang tung tăng.
Hello, mấy chê. Chụp cái cận cảnh đấy rồi. Sắp chết cái mặt nó như thế này nè. Sắp chết cái mặt nó bự và color. Mày chết rồi, chết mà không gian luôn nè. Mặt nào nấy mặt như nhau ta. Game thiếu chân thật, trừ 10 điểm. Bạn thanh niên, oh yeah. Rồi, xét công mình đã định. Ok, đi tiếp nào. Ê, chúng ta bị hư rồi, không xài được nữa ta. Nãy mình cứ tưởng còn xài được quá. Kỳ nha. Hư rồi, sao này mà xài được. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đang rất là ảo lòi, vẫn đi trong cái khu vực này được mới ghê chứ. Mong sợ chuyện gì sẽ ra ha. Vẫn áp dụng định lý, phá hủy mọi định luật vật lý ấy, kiểu. Sao đi đi ta. Anderson discovered, the IMC intend to destroy the militia planet of Harmony using the full-scale version of this weapon. Pilot Cooper, our journey is far from over. We must get this data to the fleet. Pilot Cooper, Anderson is dead, but we can complete his mission if we can re-establish contact with the fleet. The interstellar beacon ahead will serve our needs. Nó đã đặt cái tên nhiệm vụ cũng bự vãi đái. Ngồi chỗ này đẹp vãi. Let's hope someone on our side is listening. Ủa, đẹp vãi. There is only one way to find out. We must uphold the mission. Pilot, I see the beacon up ahead. Dù đi đây. Má nhìn giống như là mấy game cổ tích vậy mà. Scans detect minimal power functionality. Chúng ta phải đi nói chuyện với cái đám militia quân đội của chúng ta. Chúng ta đang trở về đây. Anderson thì chết giữa chân rồi. Chúng ta phải lúc đầu là tìm đi làm cho xong cái nhiệm vụ của ông kia là phải liên lạc với Anderson, mà cuối cùng Anderson chết thì chúng ta phải về chỗ quân đội thôi. Kiểu như nó bất chắc từ đầu tới cuối luôn. Ở đây, đây, BT, lại đang nghe nhẹ thôi. Có cái lót ào mới này dựng chơi. Caution. I detect traces of poisonous chemicals within the fog. Có cái lót ào mới nè. Ai Ronin. Ồ, để thử coi. Pilot, I'm detecting militia. Con này cũng được. Nhưng mà làm sao đây? They are signaling distress. Patching in. Là như chúng ta phải lơ con này chúng ta mới đi được. Sao nãy nó kêu là có độc tố. Sao lại có địch trong đây nhỉ? Mình cứ tưởng là khu này quân sự được của mình chứ. I recommend we help eliminate these stalkers and then make direct contact with the militia riflemen. Nghĩ chắc chuẩn bị đánh boss này cùng mày. Mỗi lần đầu cháp là chúng ta đánh boss. Một phát chết hết. Vô mấy cái con này cho là con này là hiểu rồi. Để mình coi. Phase switch directional phase shift. Mà nó lúc này nó không ăn đam cái kiểu. Slow damage enemy. Còn cái R1 là gì ta? Thì nó đỡ như Kenji nha. Reduce damage from incoming fire. Giảm đam thôi chứ không có đỡ mà. Giảm thôi. Thôi, để mình chơi con cũ đi. Quen con cũ hơn, nó bắn nó thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta có thể đổi bất kỳ lúc nào mà lo gì. You saved our asses. Those stalkers just
kept on coming. We may not have lasted much longer. We're opening the blast doors. Come on in. Enter the beacon control room. Cái tốt đằng kia là cái tướng bên này. Làm cái đường là cái tướng đi bên này đúng. Ai ngờ đi bên đây đi. Hey, make up your mind, man. Đây là cái thằng bỏ, chắc phải bỏ rồi. Chỗ này chúng ta cũng còn quân đội, còn đồng đội cái này nè. Captain, what is the status of the beacon? The power is shut down. Hình như lost all control of the beacon. We need something like this to jumpstart the system, but this one's destroyed. Designation: Arc tool. Function: generates power up to 5 megajoules. Yeah, we know what it is. Nhìn như chúng tạm thời chúng ta không đi được nữa rồi. Chúng ta cần phải sửa con bill chúng ta. Ta-da. Understood. Pilot Cooper. Tại vì mà chúng ta không sửa khó đánh lắm. You must recover the tại vì cái nó cốt truyện nội dung sẽ bắt chúng ta phải sửa mà. Arc 2 đây. Cái chỗ này giống như rồi underground kiểu. Đi tìm cái Arc 2 gì đây này. Mình cũng không rõ nữa. Như quân mình thì phải. Tôi có cây R1 rồi cây R. Nói chung là thấy cây này đẹp á, có cái miếng màu đỏ đỏ nhìn đẹp, nhìn chất, cây này nhìn chất vải đái luôn. Với quân mình đang làm cái gì vậy? Hey man. Pilot, I have patched into your helmet display to monitor your progress. The channel is open if you need assistance. Dạ đây, ở đây có cái đường. Ủa, cái chỗ này có điện nữa ba. Hết hồn mình cứ tụi mình té rồi chứ. Ôi ơi, đừng có té nha Duyên chơi. Đừng có té nha Duyên chơi. Ồ, cuối cùng cũng qua được. Má, mình cứ tụi mình té rồi chứ. Cứ nhảy thấp quá. Nhảy thấp quá, nhảy hoài không tới. Đừng có nhảy nữa nha. Có gì ba. Hay đi hướng khác quá. Thì nhảy chắc luôn rồi. Cái này nhảy cao hơn lỡ có chuyện gì té nó còn đỡ kịp. Còn nãy này nhảy thấp quá. Ủa, nhảy ra nó mình chết đi, cái gì có bắn súng gì đây. Ủa, mình tưởng cái khu này nó đã soát cái gì chứ, như mình sao lại có địch cái kiểu vậy? Ủa, địch đâu ra xuất hiện hay vậy? Ồ, chơi. Gặp mấy con drone nó biết bay nó bắn tùm lum ta la. Ồ, càng lúc càng bị sao nó càng khó ha. Còn hai này đổi hướng chứ. Mình chọi bom mới tưởng nó đi cái hướng đó mà. Còn mấy con bên mình thì nó phế đứng nó nhìn không à. Ồ, mấy dân chơi này căng vãi. Hết đạn mới đâu chứ. Sao chúng ta còn cây R2 nó 1 này. Nó đấm phát rồi gục luôn. Bé này chạy nè, má. Được lắm, hay lắm. Vô tới trong trụ sở Locate North Tool. Vô tới trong cái chỗ của mình luôn qua. Mà nó vô bắn mình đi đúng rồi đấy ba. Ôi sao cái chỗ này điện không vậy? Ui, ui, hên quá, chưa té mà. Cái chỗ này chỗ nào ta? Mình cũng đang tính hỏi đây. Ui, 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 ui.
Cái chỗ này khó quá, nhiều lúc cứ nhảy hụt rồi. Đó, phải vậy hay không? Đó. Điều luyện liền. Nhảy hụt một lần thôi. Tới checkpoint rồi đây. Arc tool là cái gì đi? Disable the turbine, ống thông gió hả? Làm sao đi để tắt được cái đó ta? Mình nghĩ chắc phải có đánh đố một tí trong cái khúc này. Làm sao chúng ta phải nhảy lên kia được? Như là nó đẩy sức gió là mình có thể lên luôn. Biết quá mà. Đã hiểu. Nghi nghi rồi, nghi nghi thế nào cũng nó cũng đẩy sức gió nó của mình cũng thể phóng ra đây được. Cuối cùng cũng lên được. Nhây nhây hồi chạy qua chạy lại cuối cùng cũng lên được. Ok, nó Art Tool, chúng ta đã tìm được cái Art Tool này nhé. Ôi, what the fuck? Bắn trên robot của tụi mình luôn. Ôi, giờ nó bắn tùm lum tà la hết. Giờ sao nó mới chế? Hình như vẫn chưa tìm xong thì phải. Cái đường này không có đường nào lên ra. Nó tắt cái ống thông gió rồi. Làm sao đi lên đây? Mình chưa không đi lên, chúng ta đi xuống hả? Ồ, cũng hay. Mình cứ tưởng là đi lên quá. Checkpoint nè. Ai ngờ chúng phải nhảy xuống, nhảy đại xuống. Ai ngờ là đúng là phải đi hướng này đúng. Chứ hết đường để đi rồi. Arc tool required. Chúng ta cần phải có arc tool này chúng ta mới mở được cái cổng đó hả? Mr. VN và Mr. Việt Nam. Và cái Mr. Việt Nam. Ồ, nó nằm ở đó hả? Quá tiện. Cái khu này mình nghĩ đây cái khu của mình nhưng mà đặc biệt nó chỉ đẩy khu bên khác. Đây mày, đưa cho tao mày. Cầm cái gì mà hỏi nó đang ngáo ngáo nữa. Không còn nhìn cái này nó nhanh thiệt chứ. Ồ, cũng hay. Nó làm chậm, nó làm tắt cái đó ba. Hèn chi nãy mình cứ tưởng mình vừa mới đút cái đầu cho nó phóng một phát qua tới kia luôn. Oh shit man. Thấy cái này hay. Bây giờ nó đã hiểu. Đẩy ngược lại hết. Đẩy ngược lại quá trình. Lên lại em. Chúng ta còn phải vô cái phòng này. Cao quá, giờ đéo tới. Tới rồi, cuối cùng cũng tới. Đúng tiền hết kia hết đạn mấy. Con này chưa chết nữa, Verkler. Này giờ phải dùng Art Tool rồi. Không thôi lấy nào nó đập nhiều tường chắc chết luôn á. Ôi sao mà bật cái này được ta? Nó đẩy mình ra tới đây luôn. Ồ hay. Cái này hay. Ồ. Đỉnh cao. Ồ bỏ cái đáy. Đẩy mình ra tới đằng kia luôn. Thank you.
Ôi vãi cái đấy. Hên quá, hên quá. Cái Arthur này cũng có nhiều cái thú vị á. Nó che hết trơn rồi, mừng quá. Mình làm sao đi, đi qua kia ta? Cái này là cái khúc dưới rồi, chắc chắn là đi qua không được rồi đó. Ôi sao gió nó thổi kinh dị vô color. Ôi làm sao đi qua được nha. Vừa mới qua cái nó đẩy mình như con đẻ rồi. Mình nghĩ chắc đi hướng này là đúng rồi nè. Chứ đi cái hướng kia khó quá, đi không được. Còn là bóng đường không ta? Cái đường chủ yếu, cái đường đi nó nằm đâu nha? Control room nó nằm đâu nha? Ôi vậy cái đấy. À rồi, hình như cái control room là cái phòng đó, hình như cái phòng trước mặt mình á, cái phòng trước mặt mình nó mới đúng á. Còn để coi mình cứ nhảy qua được hay không nè. Hô, cuối cùng cũng qua được. Nhìn chỗ này có vẻ nóng. Nó mấy ngày này làm liên tưởng tới Terminator thiệt chứ. Súng hết đạn, cái gì cũng hết. Cây nào cũng hết vậy mấy bộ. Lấy đỡ cái này bắn đi. Chứ hết đạn là không có gì bắn sao mà được. Hemlock. Tiếp nè. Mát nữa hả? Ồ sao mày không nói sớm? Ồ má hết cơ hội. Ồ mày đi kiểu này đã quá. Ồ đỉnh. Chắc là phải phóng qua giữa chừng rồi. Đợi dây hết là mình phóng qua luôn ta. Ồ hay, cuối cùng quay trở lại được. Mệt dễ sợ. Và có lẽ là mình sẽ tạm thời dừng ngay tại đây và hẹn lại các bạn trong những tập tiếp theo của Titanfall 2 trong những ngày tiếp theo. Và mình sẽ ra đúng đều đặn trong những khung giờ từ buổi sáng, từ 8 giờ đến 12 giờ buổi sáng. Mình sẽ cố gắng lên trong khoảng thời gian đó sớm nhất có thể. Ok, và những cái tập tiếp theo của những tựa game như The Division, Rainbow Six sẽ vẫn sẽ ra trong những ngày tiếp theo trong buổi chiều tối là sẽ một game khác vào những game đó. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cho mình sẽ quay lại sớm nhất có thể vào tập tiếp theo của Titanfall 2. Bye bye.